Truyện tranh Tràng Quỳnh, bản màu giới hạn, tập 334, Thành Hoàng cho chữ. Quỳnh, có rảnh không? Ông nhờ tí việc. Dạ, con là người quan trọng, không có lúc nào rảnh, nhưng ông nhờ con thì con sẽ làm ạ. Có, bà bạn rủ ông đi chơi vài ngày. Ha, ông Từ có bà bạn, đời vẫn còn suông. Khỉ, đừng làm ông mắc cỡ. Tới giữa miếu Thành Hoàng dùng ông vài ngày cho ông đi chơi ngang. Dạ, con sẽ giúp ông, con ủng hộ ông có bà bạn. Trời đánh ông nào làm ra cái chữ, có chữ làm chi cho tôi phải học, mệt quá. Dẹp, không học, đi chơi. Mới học có một chút đã bỏ đi chơi rồi. Nhức đầu lắm, học không nổi, mua chữ cho con đi. Nó không chịu học, biết làm sao bây giờ? Người ta không có con thì đi chùa cầu con, thử đến thánh thần cầu chữ xem sao. Phải đó, mình tới Thành Hoàng xin cho con thông minh, chịu học. Chắc Thành Hoàng đói lắm, không có món gì trên bàn thờ. Thành Hoàng đói, mình cũng đói. Không có gì ăn, tìm chỗ ngủ cho quên đời. Xin Thành Hoàng nhận chút lễ vật rồi giúp con một việc. Số mình tốt, đi tới đâu thì thức ăn theo tới đó. Xin Thành Hoàng giúp cho con của con thông minh, chịu học. Muốn mở trí thì quắt vào mông, cái đầu ngu thì cái mông chịu tội. Vậy là Thành Hoàng bảo phải đánh thì nó mới thông minh. Xin phép Thành Hoàng cho con ăn. Ôi da, sao tự dưng cha đánh con? Thành Hoàng bảo cái đầu ngu thì cái mông chịu tội, đánh cái mông cho cái đầu mở trí. Ôi, mấy pho tượng đất đó có linh thiêng gì đâu mà cha tin. Đừng có hổn, Thành Hoàng vật chết đó. Xin Thành Hoàng tha lỗi cho con tôi, tôi trị tội nó đây. Người ta cầu xin con thì có con trong bụng, sao cha không xin có chữ trong bụng cho con đi? Ờ ha, để cha xin cái bụng con có chữ. Muốn nói chuyện với thần thánh thì phải có lễ vật, không có lễ vật thần thánh không hiểu người nói gì. Thành Hoàng cứ giúp cho tôi, xong việc tôi sẽ tạ ơn trọng hậu. Luật thứ nhất của thánh thần là không tin người phàm, vì người phàm hay lừa đảo lắm, có lễ vật ta mới nói chuyện. Thần thánh như con buông, phải tiền trao thì cháu mới múc. Xin thần nhận lễ vật rồi giúp cho con tôi có chữ trong bụng mà không phải học. Cái vụ này hơi khó, vì ta cũng không có nhiều chữ lắm, nhưng cứ bảo tối nay nó tới đây, nhớ mang theo vài cái bánh bao. Không biết ông Thành Hoàng có xạo không đây? Bánh bao đây, thằng giúp tôi đi, tôi chẳng thích học tí nào, tôi sẽ hầu tà thằng một con voi quay. Đừng có giỡn với thánh thần, có chừng bị vật chết đó. Ra nhà sau, ngồi lên ghế phép đợi ta. Ghế xịt cuồng mà gọi là ghế phép. Ơ, hình như mình bị dính vào ghế. Đã bảo là ghế phép, ngồi lên đó thì không thể tự đứng dậy. Khi nào ta cho phép mới đứng dậy được? Có thật sự tin ta không? Không tin thì tôi tới làm chi? Vậy thì chắp tay cầu xin ta xuất hiện. Xin Thành Hoàng hiện ra giúp con. Ơ, tưởng Thành Hoàng oai phong như pho tượng trên bàn thờ, ai dè xí quắc. Mấy tên đẹp trai thường là dễ ạt, giống như ngươi vậy, đẹp trai mà học dốt, phải đi xin chữ. Cho ta đo vòng eo, cởi áo ra. Đo vòng eo làm gì? Tôi đâu có thi học lậu. Đo để biết sức chứa trong bụng của ngươi. Ta sờ đưa nhiều chữ vào, bụng của ngươi chứa không nổi, ói ra hết. Cái rượu này hơi cuồng, ngươi ráng chịu đau một tí. Đau một tí mà khỏi phải học, lời chán. Nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng để nhận chữ.
xin chữ vào bụng sao lại chặt đâu? Cho chữ vào bụng, người sổ ra hết thì dốt vẫn hoàn dốt. Ta chặt đầu người để nhét chữ vào đó. Tuy nói một bụng chữ, nhưng thiệt ra là chữ ở trong đầu. Đưa cái đầu đây. Không giỡn với thần đâu à. Đó cũng là cửa phép, không có lệnh của ta thì nó không mở ra đâu. Ta lấy cái đầu một tí rồi gắn lại ngay thôi. Tưởng ông làm phép cách nào chứ cách này thì hổng ham cái bụng chữ nữa. Ta đã ăn lễ vật của cha người, ta phải giữ lời hứa là cho người chữ. Á, chắc. Chắc. Tha cho tôi sẽ cúng ba con voi quay. Không cần ông làm phép cho chữ nữa, tôi sẽ ráng học giỏi. Nói thì giữ lời, ta sẽ đi kiểm tra thường xuyên. Nếu ngươi không chịu học thì sẽ biết tay ta. Học giỏi thì phải do sức của mình chứ đừng cầu xin thánh thần. Tôi xin hứa sẽ chăm học, làm phép gỡ cái ghế ra giùm tôi đi. Cởi hết áo quần ra là được. Ghế trát nhựa thông, ngươi ngồi lên thì dính chứ có phép tắc gì đâu. Nhớ không được nói với ai chuyện làm phép đó. Ngươi mà nói là sẽ làm lộ thiên cơ, ngươi sẽ học máu chết ngay. Giống thua bạc, bán hết áo quần ghê. Thế nào, Thanh Hoàng có cho con chữ không? Thần không cho con chữ, nhưng cho con sự thông minh. Từ nay con sẽ học đâu nhớ đó. Vậy là tốt rồi, ráng học đi con. Phải ráng thôi, không ráng để Thanh Hoàng vật chết sao? Chán quá, nghỉ. Sao không học mà lại đi chơi? Chết, ổng canh mình. Tôi định ra thăm ông chứ đâu có đi chơi. Đừng hòng xạo ta. Ta biết tổng những gì ngươi nghĩ trong đầu. Ta là thần mà. Ổng cho thăm ông thì tôi vào học. Vướng tới thần thánh mệt ghê. Thấy tôi học xin chưa? Khen tôi đi. Khen đó, ráng học nữa đi. Từ ngày có Thành Hoàng giúp, con mình xuyên học hẳn lên. Chắc nó tự thấy tiến bộ nên ham học. Để tôi mang lễ vật tới tạ ơn Thành Hoàng. Con của ông hứa tạ lễ với ta một con voi quay. Làm gì có voi quay, nó hứa ẩu đó à. Nó dám hứa ẩu với ta, ta sẽ trị tội nó. Xin Thành Hoàng tha cho, nó còn dại lắm. Vậy thì ta cho nó hưởng án treo. Nếu có thì tới nó đậu thì ta tha. Còn nếu nó rớt thì ta bẻ cổ nó. Còn hứa ẩu với Thành Hoàng, làm ngày dặn đó. Ráng học để đậu khoa tới, kẻo bị ngài bẻ cổ đó à. Đúng là vướng vào thánh thần là mệt, học thôi. Ha ha, xiên học quá chừng. Có chuyện gì mà ông buồn vậy? Nghèo. Ông ơi, nghèo cái gì đâu mà buồn. Con cũng nghèo mà lúc nào cũng vui như Tết đây. Có danh ngon, hãy tận hưởng sự nghèo khó từng giờ. Kẻo sự giàu có sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Coi chừng ông bị giàu lúc nào cũng không hay đó. Hết nghèo là tiếc lắm mà. Câu đó do ai nói vậy? Cô Quỳnh Đại Thiền Sư nói. Ông đánh cho con một cái bể đầu bây giờ. Đang buồn mà cứ nói tào lao. Ông buồn chuyện gì nói cho con nghe được không ạ? À? Ông thiếu nợ ông Phú Hồ Cao, không có tiền trả nên phải gả con út cho ổng. Ổng hành hạ nó như đầy tớ vậy. Chị út tuổi con gì ạ? À? Con lợn. Sao kỳ vậy? Tuổi con lợn sướng lắm mà. Con lợn sướng nhất là lúc bị thọc huyết. Chẳng có tuổi nào sướng hết à. Nhà ông có ai bự con không? Có, thằng hai bự con như Lý ông Trọng vậy. Mà để làm chi? Vậy thì ông về nói với anh hai như thế này. Ông sẽ lấy chị út lại mà không phải mất tiền. Ừ, hay đó. Cổng tao đi công vụ, lát bao ăn chè.
ông cao ra kìa, cõng tao. Đời đâu có gì tuyệt đối, mình luôn có người luôn hơn. Mày nói ai luôn? Con ạ. Ông tên là Cao mà luôn hơn con. Kiếm chuyện chọc tao hả? Leo xuống coi đứa nào luôn. Luôn mà không chịu luôn, cái mặt thấy ghét. Ông ơi, cái dù của ông bị chim cắn rách rồi kìa. Tào lao, sao mày cứ theo chọc tao vậy? Nắng ở đâu rội vào gáy mình vậy? Rách rồi. Thằng khỉ, mày cắt dù rồi đổ thừa chim cắn. Vạt áo bị kiến cắn rách, vải dỗm. Vải gấm của tao mà dám nói vải dỗm. Con không giỡn với ông nữa, đừng có được con. Tao thèm giỡn với mày hả? Mày chết với tao. Có ăn cướp phía trước, chạy trở lại đi ông ơi. Đợi tao với, nhỏ. Con cõng ông chạy cho nhanh, ông luồn quá chạy chậm rì à. Hay đó. À, à. Bịch, ui da. Đứng dậy, bể bụng tao. Êm quá, con thích nằm luôn. Bắt được nhà giàu rồi. Con không phải nhà giàu, con đi được không ạ? Đi đi. Khai lý lịch. Phú Hộ Cao, hai vợ và bốn con. Khai xạo, mới cưới thêm một vợ trẻ phải không? Cưới để trừ nợ. Ta bắt ông, khi nào người nhà đưa lên đây 1.000 lạng vàng thì ta tha. Cái tội bắt cóc đòi tiền chuộc nặng lắm mà. Giảm hù ta hả? Ói. Tôi nghèo lắm, không có tiền đâu. Nghèo tới nỗi xài đồ rách không hà. Xem nè, áo rách, dù cũng rách nè. Đánh cho hết nghèo nè. Binh. Bớt tí đỉnh đi, 1.000 lạng vàng nhiều lắm. Bớt cho 1 lạng. Bớt 999 lạng được không? Nộp 1 lạng thôi. Cốt. Quý tiền hơn mạng sống hả? Đúng rồi, thà chết chứ không chịu mất tiền. Anh Dũng bảo vệ tiền ghê. Nhà có đứa con gái nào tuổi con heo không? Gả nó cho ta thì khỏi nộp tiền. Có, bà vợ lớn của tôi tuổi con heo, để tôi gả cho ông. Gả bà đó cho ta, ông phải nộp thêm 2.000 lạng vàng ta mới chịu. Có heo nhỏ không? Có, vợ mới cưới của tôi tuổi con heo. Viết giấy để ta cho người đưa về nhà nhận cô đó. Báo trước là con heo nhỏ đó hư lắm à, nó khóc suốt ngày à. Hỡi, đi với ông này. Ông dẫn tôi đi đâu vậy? Bí mật, không trả lời. Ủa, sao ông chồng ở đây? Vợ út của tôi nè, gả cho ông đó. Sao ông chồng gả tôi cho tướng cướp? Gả để trừ nợ, về nhé. Buông ra, thà chết chứ không làm vợ tướng cướp. Nói hay lắm, khí khái lắm. Ô, anh hai. Lấy con hợ lại được rồi, ông dọn nhà đi xứ khác. Cảm ơn cô Quỳnh nha. Ế ơi là ế, gánh xiếc con bìm bịp. Gánh xiếc của ông nổi tiếng lắm mà, sao lại ế? Ngày nào quan cũng dẫn con của ông tới đây xem xiếc miễn phí. Quan ngồi thù lù trong rạp, không ai dám vào. Ông kể cho con nghe thói quen của quan mỗi khi đi xem xiếc với ạ. Vừa hút thuốc lào vừa xem xiếc. Con sẽ làm cho quan hết tới gánh xiếc của ông. Làm chiếc cho cha con ta xem. Bẩm, đoàn chỉ diễn vào buổi chiều thôi à, giờ này diễn viên đi chơi hết rồi. Chiều ta bạn đi xem hát chiều, làm xiếc bây giờ đi. Vậy thì quan đợi một chút, tôi đi gọi tụi nó về. Lẹ lên, tôi thèm xem xiếc lắm rồi nè. Tìm tụi nó lẹ lên kẻo con ta giận đó.
nhỏ, bưng ghế ra. Làm quan mà sáng đi coi xiếc, chiều đi coi hát chèo, việc quan chắc để vợ lo. Bẩm ghế đây à, thằng nhỏ này trông quen quen mà không nhớ ở đâu. Mời thằng con quan ngồi. Rốt rốt. Bể mông con rồi, cha cũng vậy nè. Hừ, dám lấy ghế gãy cho ta ngồi. U à, nhỏ ra đây. Tại quan nặng căng quá cái ghế không chịu nổi, còn chọc quê ta nữa hả? Bắt nó, cho nó một trận. Xin quan tha cho nó có tật bất cẩn nên lấy nhầm ghế gãy cho quan ngồi. Tha cho đó, còn bất cẩn nữa thì chết với ta. Ghế này chắc chắn, xin mời quan ngồi ạ. Lấy điếu thuốc lào ra đây, đừng lấy điếu bị ngạt đó. Xe điếu đây à, mời quan. Xì. À, cái gì vậy? Thuốc pháo đó, ha ha. Mày chết với ta. Mặt quan y như ông táo, ha ha. Tụi mày ở đâu ra vậy? Tụi con tới xem quan làm xiếc, ha ha. Mày làm tao quê với dân làng, mày chết. Tưởng chui vào đó thì tao không dám vào hả? Cốt, trời quay quay đất xoay xoay. Bắt được nó rồi, vào trói nó lại, đưa về dinh. Cha đi đâu vậy? Cha không xem xiếc nữa hả? Ta đi mua thuốc lào, ở đó đợi ta. Công nhận cha giỏi thiệt, trong nháy mắt đã tốn được thằng kia. Nó bị quan nhét vào lu rồi. Cái mồng thấy ghét, chóc. Mày tưởng ở trong đó là yên hả? Phật ra. Ủa, cả gan đánh ta. Tại quan đeo quần xà lón, con tưởng là thằng nhóc kia. Cá ăn kiến, kiến ăn cá, quan đánh con bữa nay con đánh quan. Hầm râu của quan mất rồi. Sao vậy? Râu thiệt chứ đâu phải râu giả. Ủa, vậy lúc nãy quan nào bước ra ngoài? Con hiểu rồi, thằng nhỏ kia lấy áo quần và cả râu của quan để giả quan, ha ha. Chắc. Cấm cười ta, cấm đứa nào nói chuyện này ra ngoài. Cấm thằng nhỏ kia ở đây, đuổi nó đi đi. Quan bị nhét vào lưu, ha ha. Tự nhiên tụi nó biết chứ con chưa kịp nói à. Tới coi quan làm xiếc nè, ha ha. Cha dẫn con đi xem xiếc đi. Dẹp, ta còn mặt mũi nào nữa mà tới đó. Thế nào quan cũng sai lính đi tìm tao, hễ có lính hỏi thì tụi mày nói như vậy. Tìm bắt thằng nhỏ đó về đây cho ta trị tội. Thằng nhỏ đó là con nhà ai, ở đâu? Tụi đâu có biết, thấy nó lang thang tụi dẫn nó theo. Hỏi đám con nít thế nào cũng ra. Tụi mày có biết thằng nhỏ nhắc quan vào lưu không? Biết, nhà nó ở trong triều đó. Nó làm gì mà ở trong triều? Nó là con của quan thái y đó. Về. Thôi, tạm gác vụ này lại, khi nào làm vua ta sẽ xử nó. Quan hãy tới, có khách lại rồi. Công nhận con gan thiệt, dám chọc quan.